hay là đâu hay là Otomu, nghĩa là bọn mình sẽ fill cái xe đổ xăng ở đây. Ok. Rồi sẽ xuất phát đi thăm chợ. Chào mọi người, chúng tôi đang ở Paura Paramuri. Đây là một cái town rất là nhỏ luôn. Nhưng mà tôi ở phía trước đi lên nó như thế. Đây đi lùi à? Quay vòng ấy à. Hiểu không? Hiểu. Đói quá rồi. Không có chỗ nào ăn. Hôm nay là 24 mà đóng cửa hết rồi. Bởi vì nó bị pha, nó bị sáng quá. Đây anh chỉ cho. Đây là bọn mình đến gọi là đây kiểu như là một cánh rừng nguyên sinh ở New Zealand nhỉ. Ờ mà New Zealand thôi. Ờ New Zealand nó gọi là nổi tiếng vì bảo tồn những cái này rất tuyệt vời. Ôi nhìn. Bố còn tuyệt vời. Ừ. Bố còn tuyệt vời luôn, không biết đấy. Đi đâu muốn chụp ở đây không? Ờ vừa đi vừa chụp. Không nhưng mà chính là cái chỗ ghế vừa rồi đẹp hơn đấy. Ừ. Một cái ở ghế thôi là quá đủ rồi. Mà đẹp nhỉ. Ôi. Má ơi. Woo. Ui, nhìn này. Mày hài lòng chưa? Mày không vứt anh xuống sông nhá. Nhưng mà cái này chỉ đi trời khô này, đi trời mưa thì chắc không đi được. À ừ. Sao nghe thấy tiếng suối róc rách nhỉ? Suối đấy, anh đại nó bảo kêu có suối. Này. Còn cả một cái cây nó khủng khiếp cao như thế này. Này trong chỗ này có khi là có chim kiwi luôn á. Không chim kiwi hình như nó sẽ sống ở nơi tối tăm. Đây chỗ này tối mà anh, mấy cái hốc. À mấy cái hốc, ờ mấy hốc anh. Được cái thích cái là đi vào đấy rừng ở đấy nó không có rắn. Ừ. Nên là mình không cảm thấy sợ. Mà nó không có lấy lại côn trùng mà kiểu nguy hiểm ấy. Ừ. Nó chỉ có chim với mấy sâu xích xinh xinh trên làm thì nó đi rất thích. Khi Việt Nam mà đi thế này thôi, tự dưng con rắn lục. Hoặc là mấy con hổ mang nó ở dưới chân thì sụt. Công nhận. Chạy té khói luôn. Đẹp nhỉ? Đẹp quá đẹp luôn. Mình hơi thiếu ảnh chụp chung nhé, chỗ này lại phải chụp chung bốn đứa này. Ờ. Có GoPro ở đây mà phải nghĩ à. Đây rồi, suối nước đây rồi. Ôi trời ơi. Ơi chụp chung bốn đứa nào. Đến đây là về nhá. Hả? Không, chỗ này phải 4 tiếng này. Anh nghĩ là hơi lâu, hơi xa. Anh nghĩ là hơi xa. 2 tiếng. Ủa đẹp quá em ạ. Nhưng mà để anh check bản đồ xem nào. Ôi đẹp nhờ. Kiểu nó ảo ảo ấy. Có mấy cái nó cao này. Đi soi này lên này. Anh em đi sát vào nhau này. Tất cả cùng trong khung hình này. Oh yeah, oh yeah. Cái chắc cái ngắn mà đây, nó đáng đi ghê. Đây chính là cái em chụp. Quá đáng đi luôn. Một cái đẹp hơn ba cái. Đại đầu trọc là đại là lái xe của bà. Còn kia là Hương. Thực ra là chỉ là một người bạn mà bọn bà tìm để share tiền đi chơi thôi. Chả là chỉ chả có gì đâu. Phú Hân
đóng hội năm trước cả đội dưới bên Tiền nó tìm anh đi, xong rồi đội đấy ôi hôm nay chung đi vui lắm, mình bảo chứ vui vẻ gì, các ông tìm tôi chỉ để share tiền đi chơi ấy, vui vẻ gì. Nhưng mà hôm nay đội của bà đang đi vào cái vùng gót sao, các cháu nhìn đây thì cũng chỉ còn 930m thế thôi, hiện tại thì còn 946m. Ô đẹp quá các cháu ơi, các cháu nhìn này cảnh núi non hùng vĩ, vực sâu cảnh núi non hùng vĩ đẹp lắm. Ở bên này nó có loài cây rất là tốt, đó là cây dương sỉ. Ô có người ở rồi, có người đi thu ong này các cháu ơi. À người ta trồng ong. Ong chị ong no 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 no. Phải đi đâu đi đâu. Ô, các cháu ơi, chúng ta lại đến một chiếc cầu. Chiếc cầu là nơi hội hẹn của lối ra. Ô con bò, con bò vàng. Ô ô ô già già luôn. Đấy các cháu thấy không, New Zealand đẹp lắm. Đấy cảnh núi non hùng vĩ. Đấy để bà bỏ rèm cửa ra cho các cháu xem. Đẹp lắm. Đấy. Đẹp không? Đẹp đẹp, đẹp. Không đẹp mà bánh bỏ mì ấy chứ. Nó mà không đẹp ấy. Con đường này cũng đẹp này, bà vừa bảo đẹp 900m mà sao đi lâu vậy? Còn 150m nữa thôi, đến rồi đây này, cháu này cháu kêu ca ít thôi. Kêu nhiều lắm thì đấy, cái biển Ghost Town nhìn thấy không? Đẹp quá, ôi dồi ôi. Đâu? Ghost Town. Ôi dồi ôi, đẹp quá. Bà nói vậy thôi chứ bà có nhìn thấy gì đâu. Mắt kém mà nhìn thấy gì đâu. Đi đi vào, đi vào, đi vào đi cháu. Nó đường đường vào mà đi vào đi cháu. Đi vào đi. Sao nó chỉ đi đâu này nhỉ? Children drive slowly. Đi nhà dân. Chết mẹ. Chết rồi, vào nhà dân hơi quên thôi, mình quay đầu đi ra vậy. Ô bà xin lỗi, có hai con gà gô đẹp quá nhưng bà xin lỗi. Ô con công này, con công đen này. Đâu phải công đâu. Chắc phải quay đầu rồi. Hay đi vào tiếp, đi vào tiếp. Thực ra cái Ghost Town này là mình đi xong mình sẽ thấy một số cái thì điểm mình đã đủ thấy nó là Ghost Town rồi thì gặp người đâu. Không, nó có mấy cái điểm rất là signature để chụp hình ấy. À. Mà mình đến một cái khu mới là Ghost Town. Thì khu này là mấy cái nhà này là để người ta camping này, người ta có thể cắm trại và ngủ đêm đây này. Thì phải đóng $17 một người, mình chụp qua đây để chụp ảnh thôi. Xem cái phòng bên này cũng là $17 một người, một phòng 2 giường. Phòng này cũng thế. Phòng bên kia là có người ở đây. Lấy nước. À ở mấy cái vùng kiểu nông thôn như này ở New Zealand thì thường là họ sẽ không có đường cấp nước công cộng đến đây. Nên thường là họ sẽ phải đào một cái, nó không hẳn là giếng mà một cái đường ống gọi là bore, water bore, xuống sâu xuống lòng đất để khoảng độ 100-150m để họ lấy nước. Trên hành trình bọn mình đi từ Hamilton xuống Plymouth thì nó khoảng cả chuyến đi từ chắc mất khoảng 6 tiếng thì là cái điểm dừng chân trên chặng đường. Đây là một trong những điểm dừng chân trên chặng đường. Đây là có củi này. Củi. Mỗi cái căn như này là 2 phòng ngủ và $17 một người một đêm. Đó. Nói chung là rất thơ mộng. Nhưng mà nó hơi bị chút lóa quá đúng không? Lắm. Đẹp đấy. Cái khúc kia kìa. Thế kế hoạch là bây giờ mình đến đâu nhỉ, đạo diễn nhỉ? Sắp tới mình sẽ đến một cái chỗ gọi là Fangamona Hotel. Đó là một cái nước Cộng hòa độc lập Fangama Malatako Azimoto. Nằm trong New Zealand nhỉ, nhưng mà là một nước độc lập. Nằm trong New Zealand nhưng nó là tự nhiên tên này mình đã hết độc lập. Được. Nói chung là ở đây thôi chứ ở chỗ khác ôi tôi ôi ghê quá đại ơi. Nhiều bò quá à, nó đái nè. Nó có mất dậy. Nhiều nước quá, rồ rồ thế chết. Con bò mất dậy vô duyên. Đái bị rồi.
gì không? Không. Già cứ cho. À, chụp cái biển này. Mấy ngôi nhà cái gọi là đất nước này rất rất dễ thương. Một cái thị trấn rất là nhỏ, chỉ khoảng 100m nhưng mà rất đáng yêu. Cây cối. Đây chắc là buổi chiều muộn rồi nên họ đóng cửa, chứ ban ngày thì mình nghĩ là chắc sẽ đông vui. Đây là mình đã đến Plymouth đúng không? Và chúng ta sẽ đi thăm một cái cầu. Nắng quá đây. À. Đây có một cái hồ quá đẹp đấy nhỉ. Ôi không có người luôn, đẹp luôn. Đây bên trong này là hồ, à không, ngoài kia là biển. Oh, she's afraid. Yeah, she's gonna try. Hello, Storm. Alright, Gil. You okay? Good Gil. Big girl as well. Lead training. Oh, yes. So right. Cute. On the lead training. So you're like walking around, go up. Yeah. Yeah. She's already pulled me over once. Họ có nhận đi. Đây. Đóng cửa nhưng mở cửa nó phải mở chứ. Hả? Ừ. Đóng cửa lại đóng cửa. Đóng cửa. Thế phải đi tiếp. Nhưng mà mình có một cái này để backup là sắp quay rồi. Chưa rồi. You'll hear it. Rồi chăm sóc. Có vẻ như là cuối cùng của mình đã tìm thấy con ăn. Ở Trung Quốc. Ok nhé, vào nhé. Vào. Yummy. Sorry. Xử lý xong bữa ăn. Nhưng mà nảy ra một vấn đề đấy là hết chỗ ngủ. Không chỗ ngủ phòng. Tối nay mình sẽ ra ngoài đường đứng. Em sẽ liên hệ với bà chị bán phở của em. Con em. Solution của em gì? Em sẽ xé phốt. Ờ, từ khổ mà như vậy. Ok. Còn anh sẽ làm gì? Anh chờ hai em. Đồ đạc quá. Đấy, đây là sáng ngày hôm sau. Đấy, mọi người, hôm nay là 25. Hôm nay là Giáng sinh nên là không có hàng mở cửa, mọi người phải tự chuẩn bị đồ ăn sáng. Merry Christmas. Ừ, đúng rồi. Các cháu ơi, các cháu nhóm của bà. Quá chư đáo rồi. Ôi chết mẹ, nó rớt hết rồi, nó rớt vào quần áo đại này. Đi đâu? Đi đâu đi đâu? Em nghĩ em kéo cái thùng rác vào đây. Ừ. Để trước khi đi lên ngủ ngày thứ hai.